Thầy. Cái gì? Em có cái này muốn thử thách thầy. Trời, em lại muốn thử thách thầy nữa à? Được thôi, nhưng mà thầy được cái gì? Có thử thách đương nhiên là có về rồi. Lần này em chơi lớn, thầy mà thắng em cho thầy 100 triệu. Em làm gì có tiền mà đổ thách thầy? Có chứ sao không, mày thầy chịu chơi không? Rồi ok, thách cái gì? Thầy theo em. Thách cái gì không biết nữa, chán thiệt hả chăng? Em thách thầy làm sạch cái nồi này trong 2, ờ không, trong 3 phút, nếu mà thầy làm được thì thầy thấy. Trời ơi, thầy tưởng em thách cái gì khó lắm. Cái này thầy làm từ lúc mà em chưa sinh ra à, Tri ơi. Được không đó? Bằng mọi cách đúng không? Đúng. Rồi ok. Thế em đi theo thầy làm gì? Em xem thầy coi làm sạch bằng cách nào. Em đứng đó thầy ngại sao mà thầy làm sạch được cái xong được em. Đi không? Đặt chưa? Xong. Em thấy cái này bây giờ đối với thầy. Em thầy làm thêm, em cho thầy 150 triệu luôn. Ok đâu. Trời ơi. Thầy chỉ cần làm sạch hết cái bếp này, bồn rửa chén, bàn ghế, cho luôn 200 triệu, thầy chơi không? Em đừng có thách thầy. Mấy cái chuyện này mà sao làm khó thầy được. Thầy em đi ra ngoài đó thầy dọn. Thầy giấu em chuyện gì sao mà đuổi em qua vậy? Giấu em chuyện gì? Thầy dọn vệ sinh thầy không muốn trai thấy thầy nhìn cái cảnh thầy dọn hết em hiểu không? Thầy giấu em chuyện gì em? Đi ra ngoài đi, miễn sao thầy dọn sạch là thôi. Mười đẹp. Nghiệm thu đi cho đứng gì chậm chạp vậy. Thầy làm sao hay vậy? Đây, thầy nhờ cái em này nè. Doctor Neko siêu tẩy rửa đa năng này đây em. Không chỉ tẩy được nồi mà kẻ cái bóp này thầy làm chưa đến 30 phút là xong. Tưởng chuyện gì khó chứ. Chưa hết đâu em. Chai này đa năng đến nỗi thầy dọn được kẻ cái nhà này luôn. Nhất là mấy cái đồ như tủ lạnh, tủ đầu giường, cửa kính đó em. Còn tao quý ghê của vợ thầy yên xe nè đều dùng được. Cái chai này thầy mua cho vợ thầy dùng thử mấy hôm nay. Xài rất là ngon luôn. Em muốn dùng thử không? Về cái đầu rồi mà bị nó lừa miết gì trời.
chén thì bây giờ còn gì nữa đâu mà khóc với.